Nếu anh thua, em qua nhà hàng anh bất kỳ nhà hàng nào ăn một năm miễn phí. Còn nếu anh thắng cho anh gặp Trần Tùng thôi. Chơi không? Thì không thể đồng ý thì anh muốn gặp cũng gặp sao? Có gặp chơi không? Chơi. Chào hai em. Lần đầu tiên thì em xin được gửi lời chào đến không có chú cháu gì đây nha. Đúng rồi. Anh nha. Không có dặn, chú nha. Dặn trước rồi đó. Ai ra mà chú một cái là rủ về liền. Rủ về đó. Dạ, em xin được chào chú Hoàng Sơn. Đi về đi. Mặc dù bé nghe dặn rồi nhưng mà giống như cái kiểu lương tâm nó không cho phép. Cho em chào lại đi ạ. Vâng, cho em xin được chào anh Hoàng Sơn, anh Tuấn Bell, anh Trấn Thành, anh Trần Giang và anh Đại Nghĩa và tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Nghe hai câu chào xong gương mặt hai anh giãn nở liền, tươi liền. Không, có bên kia thôi, anh đâu có gì đâu. Tao Quân. Dạ, đầu tiên cho phép sáu xin gửi lời chào đến anh Hoàng Sơn. Cháu mà gửi lời chào đến anh là sao ta? Dạ. Cái đại từ nhân xưng gì vậy? Thứ hai em còn rất là ít tuổi ạ. Cháu sao gửi lời chào đến hai chú. Em gửi lời chào đến anh Trấn Thành, anh Trường Giang. Mặc dù có cái lời hăm dọa là sẽ bị đuổi về nếu gọi bằng chú, nhưng em nó vẫn không thể nào làm trái với cái lương tâm được em ạ. Lễ phép từ tâm đó. Gia đình dạy dỗ vậy rồi, bây giờ muốn làm khác đi không làm được. Đó, mà giờ Quân mỗi lần mà gọi tới tên em này mình phải phân vân. Quân AB Phở. Tên ta tên tiếng nước ngoài. Nó AB Phở đồ nghe mệt. Nghe nè, gọi anh quốc tế Quân Áp. Bây giờ chỉnh luôn. Nếu mà diễn ngoài Hà Nội là giới thiệu ca sĩ Quân AB Phở. Nếu diễn trong miền Nam là Quân Áp Bờ. Còn qua nước ngoài là Quân Áp. Đúng rồi. Mỗi lần em đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai em lại có thêm một biệt danh mới. Thời gian để đổi chữ cờ ra Quân Ác nên là còn lạ nữa. Rồi, hôm nay đến với chương trình này, anh mời Trâm trước thích về đội của anh nào ở đây? Bé này giống cái cô mà trong nhóm Blackpink, cô Lisa. Không, mẹ chỉ giống tóc thôi, em mà đẹp được vậy thì... Em xin mẹ, mình xin thì mình có gì đâu mà mình phải ngại. Em cảm ơn anh. Thực ra là trước khi mà đến ngày hôm nay thì em tính là em cũng muốn về đội anh Thành. Tại vì em xem anh Giang trên hình thì em cũng hơi sợ anh Giang một tí. Tại sao Giang dễ thương mà em thường lầm mà? Không phải, ý là nhìn anh hơi dữ một tí. Em hơi sợ nhưng mà... Nè, tôi không có nói nha. Ê, tôi không có nói gì nha. Không, anh đùa thôi, nhưng mà lúc sau khi gặp anh Giang thì anh Giang rất là dễ thương. Nên thôi ngày hôm nay... Nhỏ dễ soi dịu thiệt kìa. Nên ngày hôm nay thì em về đội ai cũng được ạ. À, vậy thôi, Thành về với... Để đón bớm về. Đón bớm về đi nha. Đó, còn Quân em về với Giang nha. Dạ vâng. Em cũng nghĩ là không hay, ý là kiểu cảm giác là bạn ấy em nghĩ là... không phải là một người mà thích âm nhạc mà hay là hát hay đâu. Hả? Ý em nói là cái gương mặt này có thù với âm nhạc hả? Nhưng mà kiểu rất là lạnh lùng. Xong rồi cái khuôn miệng thì rất là bé. Nhưng sao hồi nãy lúc mà đầu cái clip mình thấy cái miệng anh ta rất tròn. Nó như thế này. Nó dính tròn gì như vậy? Một cái bông. Đó là sự xạo. Tại sao người ta cầm cái bình chữa cháy? Có lý do anh hết. Lý do gì? Khi nó hát là chỗ này sẽ nóng. Ở dưới cái người nghe nóng máu như là bị cháy. Rồi để nó xịt ra nó cứu, anh hiểu không? Nghe cái người mà đã từng có kinh nghiệm trong chương trình nói nè. Sao Quân nói đi em? Phở, nói chuyện Phở. Phở nói gì cho anh với lại ba tự hào nè. Hả? Quân. Anh với anh Trơn tự hào. Khi mà em xem cái clip thì em thấy anh ý không giống một người làm khóa. Đúng rồi, anh cũng nói rồi đó. Anh thấy không phải giống như gán ghép cho làm vậy đó. Thì gương mặt của anh ý thì em thấy cũng có nét, có góc cạnh. Nên em nghĩ là anh cũng là một người thích theo nghệ thuật. Em nghĩ anh này có thể là hát sẽ hay đó. Gương mặt này góc cạnh chỗ góc nào? Góc cạnh chỗ nào? Trời, tôi định hỏi đó chứ. AB nó là cái mũi cao là hay. Em ơi, cái mũi cao có thể đi sửa được em. Em nghĩ là kể cả có là sửa thì anh cũng sẽ là người muốn hướng theo nghệ thuật. Hiểu. Tức là bây giờ nếu muốn hát hay, hãy đi sửa mũi. Anh cháu, em cũng nghĩ là bạn hát hay. Tại sao? Đoán thôi. Trời đất ơi, giống nha. Xinh quá ta. Anh ơi, y chang sánh đôi với con em luôn. Em thấy là giống Thùy Anh. À thì anh đúng rồi, thì anh diễn viên ngoài Bắc đúng không ạ? Mà đẹp đúng không? Số 4 này mà ca hay ngon à. Mày á,
hay, hay. Không, anh nghĩ là hay á. Hồi nãy Trâm mà tính bắt số 3 rồi đúng không? Mà Trâm chưa có bắt giờ cơ hội cho em nếu muốn hốt luôn. Không, không, em hốt trước đi anh. Em không phải. Bình tĩnh em... Bình tĩnh em chờ. Thanh. Tại sao em cản cái cơn hứng của em nó vậy? Không, tại vì em có một cái cảm giác rất là mạnh với bạn này. Tại vì nhìn bạn nó hơi giống như là sẽ học về về hát không? Về hát mà kiểu về sư phạm ấy, về làm cô giáo luôn ấy, kiểu kiểu như thế. Sao em muốn chọn không? Em muốn chọn đấy. Bạn nào? Vừa anh có cái khuyên mũi giống mà lại còn vừa kiểu giống hơi giống cô giáo này. Rồi, em chọn đi. Cái phong thái rất là chọn đi, chọn đi. Anh bà... cho em Trâm một niềm tin đi chứ. Trâm. Ông nội anh không dám cản em nữa. Bây giờ chọn không? Nhanh nhanh nhanh. Bây giờ chọn không? Trâm, em chọn. Cảm ơn em, tụi anh không chọn đâu. Hay không? Em bị lừa thấy chưa Trâm? Không, không em không có một niềm tin mạnh mẽ. Anh bảo đảm nè, em coi kỹ nha. Hồi nãy là cái nét vẽ của cái đầm á là ta vẽ sẵn là ba chỉ đồ vô xong rồi đồ cũng đặt ra ngoài nữa. Đồ cái gì đặt ra ngoài nữa. Tự nhiên là không bao giờ phải là thiết kế. Vâng. Đúng rồi. Không, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là nghề thì nhiều khi là cũng sẽ làm cho giả giả một xíu. Không, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là thấy bạn là hát thì là anh sẽ hát là đấy. Nhưng mà còn cái chết em chờ thôi, nhưng mà đúng hơi tiêu đấy. Nhưng mà Thành còn cái em nên kiềm chế cô Út nhà lại bớt. Cái gì cũng anh hết trơn á. Hồi nãy em cản vậy nó. Anh sao em đi kiềm chế người ta lỡ cái cơn hứng của người ta. Nhưng khi em thấy cái cơn hứng nó vượt quá mức giới hạn thì mình cần phải tỉnh táo. Mà thấy giờ bạn ấy liếc em anh ạ. Út em, Út em. Như kiểu là muốn hát với em ấy, mà kiểu là chị ơi em hát hay lắm, em muốn hát với chị. Út em, Út em. Em đang phẫn lên rồi. Em bình tĩnh, em bình tĩnh. Em nghe lời trưởng thượng trong gia đình nói. Vâng ạ. Hãy cẩn thận. Sao vậy? Hãy cẩn thận với con cá ngựa này. Sao vậy? Biết hát thôi. Biết có thể hát. Biết hát. Trong chương trình này hát hay và hát dở thôi. Chứ không biết hát. Còn nghề nghiệp là giả tạo. Nghề nghiệp thì đa hầu như là hư cấu giả. 99% giả. Mà tưởng thường cũng chưa nghĩ ra. Bây giờ em mời trưởng thượng bên gia đình này cho ý kiến thôi. Thì anh đã nói rồi. Bây giờ nè, cảm nhận của bé Trâm á, nó có một cái gì đó ở trong đầu nó nhìn nhận cái chuyện đó thì anh nghĩ là anh ủng hộ nó. Nhà hàng xóm mà tao đâu có mất mát gì đâu em. Không, đúng rồi, đúng rồi. Cứ bàn đi, đúng rồi. Cứ bàn đi quyết định là mà. Con bé số 6 nó tháo guốc ra luôn rồi. Tháo một bên rồi anh ơi. Dạ, ý kiến em sao? Ý kiến rồi. Em thì em biết chắc chắn của này hát hay. Em cũng như thế, bởi vì em nghe cái có đúng cái âm ấy, em thấy rất là nghe rất là sốt. Em muốn chọn không? Em dạ chọn không đi. Thế em xem nốt. Tại vì em mà xem nốt em sẽ không có cơ hội chọn nha, nếu như bé Trâm chọn số này ở đây. Ủa em chọn đi em. Ủa không có chọn. Em xin chọn mà. Em chọn chị không? Muốn chị, chị muốn em chọn không? Không, ý là em cứ suy nghĩ chọn hay không mời em trả lời. Sao em không có cái quyết định gì mà nó. Em chưa, em là không chưa có thể là quyết định nào. Em lập trường em không vững đó. Em chưa. Quân thì chưa muốn chọn. Rồi ok. Áp nói cái gì nghe có chính kiến của riêng em có áp. tại em ngồi ở vị trí nói sau. Nói sau không? Giờ bây giờ mình đừng có dành nữa để cho áp nó nói trước nè. Áp nói trước. Em không, em nghĩ là anh hai vừa nãy em cũng có để ý là cái tay mà cắt sushi rất là khéo. Nhưng không phải tay anh ý. Ừ đúng rồi, vâng. Cắt cả đôi bàn tay hơn. Cái tay kia trắng và thon hơn. Đúng rồi. Nhưng mà điều ơi cũng không nói lên là hay hay không hay là cảm nhận của em random thôi. Bây giờ có bạn nào, đội nào muốn bắt gà cho mình làm liền. Em vẫn cảm giác tốt với bạn số 4. Em đang phân vân giữa anh số 1 và anh số 7. Em cho anh số 7 ạ. Quân đã chốt. Rồi, xong. Xong rồi. Quân chọn số 7 rồi. Xong rồi, xong. Quân đã chốt rồi. Chốt ai? Số 7. Xong. Quân đã chốt rồi. Số 7 rồi. Số 7. Bắt đồ ăn rồi hả? Trời ơi lo bàn không nó chốt rồi đó. Anh ơi sao nhưng mà đã chốt đâu cho bà đang bàn. Chốt rồi. Nó chốt luôn rồi. Ngay trong giờ phút này em được quyền chọn số 7 luôn. Và số 7 sẽ được quyền chọn lại một trong hai người. Nhưng mà chắc chắn cổ sẽ không chọn số 7 đúng không? Số 7 cũng có thể hát hay. Em không thích số 7. Quân của tôi đã chọn số 7 rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ loại số 4 luôn. Chết cha thấy chưa? Trời ơi. Đâu. Nó thấy trời ghét ơi. Chưa em trời. Anh Giang ơi. Em ghét em chọn lẫn số 7 cho anh. Tranh giành cho anh. Vâng em chọn số 7 luôn. Như vậy là thì Bảo Trâm cũng quyết định chọn số 7. Yeah. Mời cụ rùa đứng lên. Tranh giành. Đứng lên em. Đứng lên em cụ rùa. Lần đầu tiên có gây lộn nè. Cả hai anh chị đây đều đã quyết định chọn em. Và bây giờ em phải chọn lại. Cho hai anh chị mỗi người 30 giây
nói cho em nó biết là tại sao nên chọn mình. Mình đúng. Không cần nói luôn. Không cần nói. Không cần nói. Không cần nói. Em muốn nói gì mà đâu muốn nói gì nói đi. Khi em quay mặt lại thì thấy em hoàn toàn rất là nghệ sĩ. Mà giống như anh Thành nói luôn là nhìn em giống như là cái mấy bạn mà đánh đàn ở trong quán phòng trà hát acoustic mà giọng rất ấm. Và chị nghĩ là nếu như một giọng nữ và một giọng nam song ca với nhau thì cũng sẽ rất tuyệt vời. Em ơi, em tuyệt vời hơn là làm với Quân. Làm sao cái mặt này mà hát hợp với em? Cái mặt này với cái mặt này là cô gái ai yêu hãy quan tâm anh rồi đó. Bây giờ mày, anh xin đính chính này, nhưng mà em biết tại sao như vậy mà nãy em vẫn chọn con số 4 đúng. Hai giọng nữ với nhau đúng. Sao nãy em quả quyết em muốn chọn không, nếu như tại vì lúc nãy em nói là giọng đâu không có dựng đúng không? Đúng. Em không phải nói vậy cho em nó hiểu thôi. Bình tĩnh. Tại sao mà những người đàn ông lại tấn công một đứa em nhỏ của tôi? Không có tấn công, đây là tranh luận nè, đâu tranh luận đúng. Em chưa kịp nói gì luôn ý. Trời ơi, bây giờ em nói hết chương trình rồi đó Trâm. Bây giờ nè, Quân có muốn nói lời nào không? Em có muốn nói một chút là tự nhiên bạn thì tôi thấy ở một cái sự nội lực và đúng như là giống như là hay hát ở phòng trà. Thôi giống chị nói lúc nãy rồi, cái khác đi. Bài của tớ là bài ballad, tớ nghĩ sẽ hợp với cậu hơn. Rồi, cảm ơn Quân, mời em ngồi xuống. Bây giờ thì bạn ấy sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cách em chỉ đưa tay hướng về người nào mà em muốn hát cùng với họ mà thôi. Quyết định của em là bạn ấy đã chọn Quân IP. Tức quá. Tôi đã đảo. Tôi đã đảo là hôm nay Quân IP kéo người lấy thịt đẹp rồi. Nè, có những cuộc chơi kết quả đã có từ ban đầu, mà tại vì người chơi không biết tự lượng sức mình. Đừng nói như vậy. Nhìn đi, với mớ người này đang ủng hộ, thằng bé nó chọn con nhỏ này, một lát nó còn mạng bước ra khỏi đây sao? Chúc mừng số 7. Phải nói một cái lời rất là tiếc dành cho em gái số 4, vì gia đình bên đó đang bàn chuyện ngày mai ăn bún riêu hay bún mắm. Cho nên là chọn kể. Nỗi đau. Ghê quá, tuồng giám linh nói luôn á trời. Sao hồi nãy thấy nó đẹp trai quá anh. Nó nhét xong nhan sắc nó chìm theo con cá số 2 luôn anh ơi. Mà em ơi, tại vì cái vai nó như vậy, khi anh làm vai này anh làm ghê hơn vậy nữa. Cái giọng anh luôn phải không? Giọng anh đó. Cho nên anh ngồi anh rụt người luôn, anh không dám lên là vậy đó. Mắc cỡ. Mà khoan nha, bây giờ vậy, trường hợp này phải lưu ra tâm nha, là tại vì cái này nhép nói anh. Nó không phải thế nào mà nhép chính xác được. Anh nghĩ là âm mưu đó Thành. Mà tại cái bạn này nhiều khi bắt ta làm hề ta đó. Làm bạn này không là được, làm hát không hay. Vậy à, em nghĩ bạn ấy hát hay đấy. Cá không? Cá. Gây đổ nè. Em muốn cái gì? Em có thể qua nhà cơm quê 10 khó ăn 1 năm miễn phí. Chơi luôn. Nếu anh thua, em qua nhà hàng anh, bất kỳ nhà hàng nào ăn 1 năm miễn phí. Còn nếu anh thắng, cho anh gặp Trần Tùng thôi. Đó. Được không? Em có bất cái gì đâu. Cái đấy dễ em, mà, tại vì anh muốn gặp lúc nào mà chả được. Em có bất cái gì đâu. Tại vì anh là một nghệ sĩ lớn thì cái chuyện mà các bạn nghệ sĩ trẻ tuổi hơn thì các bạn sẽ luôn đồng ý không, gặp anh thôi lại. Chứ không phải là do em. Rồi, rồi, chơi không? Thế thì đồng ý thì anh rất muốn gặp, sao có gặp chứ. Trời. Trời. Nha, nha. Em là phải dắt anh đi gặp nha, chứ anh không biết nha. Không, em không dắt đi gặp. Nhưng ủa, mà ủa sao chơi? Đây là điều kiện đây cá là mà. Đây là điều kiện mà Giang đặt ra. Không, điều kiện khác đi. Bây giờ anh chơi đẹp nè. Anh có lẩu dê nè. Anh có steak nè. Anh có cơm, có hải sản nè. Mỗi nhà hàng ăn 1 năm miễn phí là 4 năm. Trời ơi. Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Bây giờ có ống kính nè. Tùng ơi, anh muốn hung em một cái cũng khó quá. Ê Giang, thí dụ tôi được không? Hôn cái hả? Tôi đổi. Nếu như mà cho em ăn 1 năm xong rồi em sẽ dắt anh sang là gặp anh Tấn Bèo ngay lập tức luôn. Bớm ơi bớm, bớm, càng nói càng sai em ơi. Đúng rồi. Anh Bèo anh gặp hoài, ngày nào cũng. Nè, đổ kèo cho tôi với anh Bèo đi. Tôi với anh Bèo qua nhà hàng ăn 5 thôi chứ ăn 10 năm gì dữ vậy. Ăn gì kỳ, ta nấu mà ăn trên đầu trên cổ người ta.
Đất ăn năm miễn phí thôi rồi tôi dẫn qua hôn chị Lê Giang. Rồi thôi được rồi, coi như là cái gậy độ này không thành công nha.